Ai mà tính hại tôi chứ chứ hại được thì người ta quá là người thiên cổ rồi. Trời ơi, là ai mà hại nghĩ tới hại bà là quá thành người thiên cổ rồi ha. Ừ. Sao mà lợi hại gì lời lời nguyền của bà là ghê vậy? Thì ăn thua mình nguyện, mình được mấy lời nguyện mà ai muốn hại mình thì mình không chết, mà người đó chết chứ. Nó tưởng tao vô được tao rồi, nó đưa cái ba lô tiền cho tao giữ. Quay chưa? Ra được nào kìa. Ra lại đi. Không sao đâu. Đúng rồi. Về. Nhiều lắm vậy? Ngủ. Giờ mới lại ngủ. Duyên cho Duyên không? Thôi tiền lễ đây. Ngủ tới ếch ăn hôn sao? Từ bữa rồi. Vẫn hôn. Ăn ngủ rồi này. Lên đường hết rồi. Còn lễ nữa hay lại không biết thôi, còn đây không nữa ha, đi mất tiêu không biết kiếm từ đâu thấy. Ủa bà đi đâu? Thì người ta nói tôi đi nha vài bữa nữa tôi mất tiêu luôn đó, đi luôn đó là tôi sợ hơi nữa đi người ta giấu tôi nữa ha. Có không? Tôi sợ dữ lắm chứ, tôi mới khóa cửa lại nhiều đó. Rồi tôi cũng trong nhà mở một cửa rồi tôi ở trong tôi thủ tôi ra lên dữ lắm. Bớn ta gì hết. Thủ ha? Ừ. Cha chồng sớm người ta cũng nghe cái tiếng tôi cái la. Bà không nói gì ba, bà để thích vô để nhìn rớt. Đó, đổ quá bà. Ai cứ giết tôi ráng mở mắt nó dòm ta, trả cho tôi chết người ta nhà ở trong mắt tôi nè. Làm gì vậy? Mở mày ra lấy làm chị bịch thuốc nè. Bà dòm cái cho dính cái hình ta vô mắt bà hả? Ừ. Bà biết hết ráo luôn. Dẫn rồi. Tức là kêu bằng thôi miên đó là ừ. Thôi miên á. Ừ. Chưa giờ bà ăn cơm chưa? Đúng rồi. Cơm cái gì vậy? Ăn cơm hộp đó. Cơm hộp là sáng mà. Ừ. Buổi trưa nè. Buổi trưa hả? Chưa bạn ăn. Có ai cho đâu ăn hả bà? Ăn trưa thì mới có ăn chút mấy món gì đó. Ai mới cho bánh mì. Ừ. Bánh mì chấm với cà ghi. Cái cơ bản của chưa à, ngon ha, mì chấm cà ghi ha. Ừ. Cái giá của mấy không ai nuôi, tôi cổ cũng nuôi cho, mà cổ nuôi cái cho ăn lớp lớp thôi, mà cổ dặn mấy cái quán cơm. À. Cho tôi ăn đi. Mày chấm cà ghi cũng ngon lắm á. Ừ. Chiều mua cơm hộp ăn nha. Mua cơm cá nha. Ừ. Không mấy dẫn đi ăn cũng được. Chẳng ăn phải không? Ừ. Rồi chiều chở bà đi ăn. Mấy giờ bà, mấy giờ bà đói? Chừng nào mấy cậu ăn dẫn tôi ăn thì cũng đi. Ừ, bây giờ chiều chiều hả bà, giờ này còn sớm. Ừ, tôi tập xe đi cũng được ha, đi có hai người tập chở rồi tôi tập xe đi cũng được. Ừ, bây giờ chiều chiều bà tập xe đi ăn cơm nha. Ừ. Mấy cậu đi xe trước rồi tới tôi lại bắt tôi gặp thì mà tôi ăn tôi cũng vô ăn luôn. Chiều ăn cơm quán nào bà? Ở dưới chợ quán nào cũng được, qua khỏi đầu cầu quán nào cũng được. Qua khỏi đầu cầu là cái quán cặp quán có cái hai người bán không bà? Quá lộ. Đúng rồi. Bên này lộ này, còn bên đây cũng được, mà bà báo hơi mắc. Bà coi theo dèo lắm, còn bên nay bên qua lộ này người ta bán bình dân. Ừ. Nhà người ta cũng ăn cơm, cũng cho mẹ ăn chết. Cho mẹ chết hả trời, có mấy nhà lầu đó chị em ta để hưởng đó. Ừ. À, còn người ta cũng tu, người ta cũng cho ta ăn hoài à. Những cái quán đó, quán cơm chánh, quán cơm đó. Rồi chiều nay mình đi ăn.
cơm. Hôm nay đưa bà Đặng ăn cơm. Bà Đặng ăn cơm cá thôi, gà đâu ăn được đâu ạ. Dài quá hả bà? Không có, gà ăn thông chết luôn đó. Không hả? Thông nhớ nhất tới chết luôn đó. Thịt gà là thông nhất. Đúng rồi bà, không phải phong mà đều ăn nó nhất. Nhất mỏi chứ không phải là bị phong. Ừ. Mình hạn chế ăn. Thịt heo với cá là được nhất, còn ăn thịt gà là chết sớm đó. Nhất chịu không nổi. Yeah. Có người nhất chịu không nổi cho anh Huy Huy. Vậy là bà ăn là nhất lắm hả bà? À nhất lắm. Ở đâu bộ ruột đẹp với anh? Thấy cho ba bún bở mới mới rồi không à? Mấy bộ kia đẹp hơn nữa. Mấy bộ kia đẹp hơn nữa. Mấy tổ thấy đó. Ồ, vậy là mấy bộ đẹp hơn á. Đi hôm nào nhất, đi không mua đồ bi ma này. Mua tiền cây chó già. Dạ, tôi cho mấy cái... ba cái áo lạnh len thứ mình mua 109 á, ba cái ba màu đen mà xanh xanh là ba cái luôn. Đi cái này nè, hồi nhỏ 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 hết tôi dẫn đi đi lượm đầu cô hồi cũng được lượm ăn rồi ở chung với dạ cầu ở mấy chục năm rồi, mấy chục năm luôn à. Mến lắm à, tại nghiệp đại bất hạnh nó có hai chị em gái, còn tôi cũng có hai chị em hồi đó ở đậu dạ cầu, cái chị tôi bán đồ lửa đó, chị tôi nuôi mẹ đem cái đèn lại cho đợi thấy ra cái cam tôi đổ ăn nhỏ bên đèn, đem cái đèn lại tới đây xăng nó chạy lên ùa luôn, trái kìa chạy ra không kịp luôn, chạy xíu nó là xong luôn rồi, trái người ta là chết dịt xiêm trái hết rồi ngoài trái dịt sạch rồi á, chị tôi hết thường ba bộ, thường có một bộ là không có tiền thường, nhưng còn người có đơn bộ đồ mà còn dịt xiêm gì đâu nó trái thành thép thành than hết rồi. Hồi đó người ta không bắt lần mai phước người ta thấy nghèo ở dạt cầu rồi phụ nữ không à, rồi mà mua xăng thì sao đổ qua đổ cái mẹ bưng cái đèn lại đây rồi con nhỏ bưng cái đèn rồi lửa lại đây cái trong bụng xăng nó ùa ra nó cháy luôn chạy ra không chịu luôn mà không chết chứ dạt cầu rồi dạt cầu quá lắm chết con trai nha đúng chưa đúng chưa. Khi mà cho đồ mà họ cần nhắn nhỏ mấy ngày rằm đồ người ta cuốn tôi dẫn đi kiếm cuốn vịt hộp vịt lụa thịt heo ba con tép đồ kiếm gì chả người thức ăn luôn ăn đã về ăn đã luôn hả bà? Ừ tội nghiệp à, cha chết rồi còn mẹ cũng chết. Dạ chưa bà có ngủ chưa không hả? Chưa bà có ngủ chưa không? Ít ngủ lắm. Ngủ lắm ha. Đêm cũng ít ngủ tới sáng đêm mà tới giờ chừng 3 giờ thức dậy đi tiểu rồi bắt đầu mới ngủ được giấc sáng đó tới 3 giờ nghe giờ nó gái là biết 3 giờ rồi mới ngủ được 2 phút. Sao không ngủ mà chi sớm vậy? Sáng tao ngủ việc mà. Trời ơi. Người ta có hỏi rồi nó bảo bây giờ gặp bả chứ bữa hai bữa nó đi rồi bả đâu còn ở đây nữa. Người ta hủy diệt hả? À, người ta nói cho mình hay vậy, người ta nói nó nhà đó, nó nói với bà một hai bữa nó đi rồi đó, coi chừng bà mất xác, tôi nói cho bà hay vậy đó. Đi kiếm chỗ ngủ đi, một đêm 20-30 ngàn đi ngủ đi, rồi tôi nói thôi nhà tôi không có bỏ, tôi có bỏ ha thì tôi cũng lại mấy nhà quen ngủ hàng ba có hàng vàng đó, người ta cho mình ngủ hàng ba mà tôi cũng sợ mất tủ lạnh sợ mất vô tiếng đâu đó tiếng của không rồi rồi cái máy à tôi có máy điều nguyện mà người ta tính lấy tôi người ta chưa lấy người ta thỏa mãn trước rồi à, có máy điều người ta tính giết tôi máy điều nguyện năm điều ước rồi tôi có máy điều ước mà máy điều nguyện mà à, ai mà tính hại tôi chứ chưa hại được thì người ta quá là người thiên cổ rồi. Trời ơi là ai mà hại nghĩ tới hại bà là quá thành người thiên cổ rồi ha. Ừ sao mà lợi hại gì lời nguyện của bà là ghê vậy? Thì ăn thôi mình nguyện mình được mấy lời nguyện mà ai muốn hại mình thì mình không chết mà người đó chết chứ vậy đó. Bởi vì đâu tôi đâu có dám chọc ghẹo ai mà ai cứ chọc ghẹo tôi khiến cho nói với người ta ai muốn giết tôi khiến khổng ta đi nói gì đó hết
ai mà giết giết ở tù sao vậy? Anh sao cũng vậy, nó đi bữa nay bà đi bà không còn anh thương nữa thôi. Người xây cái học dài không biết làm cái gì, tôi có chết thì ở nhà sau hè nhà khu đó cái gì dài dài vậy là khu ra đập ra bỏ là tôi có thấy tôi nằm đó không. Bây giờ xây xây cái học mà như cái học ai xây cái lại nó tạm biết tôi để đó đó rồi lắc chi măng lại đó hai tôi hiểu vậy má nói với anh ta bà không để hai biển nó đi rồi đâu còn anh đây cái gì tôi đâu có tính đi đâu tôi đâu có tính đâu đâu mà vậy đó nó nói như giáp sáng mảnh tao biết thôi có bà đâu hai biển nó đi rồi có đâu còn vào ra nhà tôi là cho con bị khóc phá rạo hết đâu cho qua lại tôi đâu sợ qua nhà tôi á thì tôi phải la lên đâu có thể vô được nè tôi phải la lên cho chạy bớt cái hơi ai nè cái người cướp cái cướp hơn là vậy hả bà tôi la lên ta cũng tôi dậy chắc cũng qua ở thế à ngăn đường ở cái này sao là cũng thành việc mình mày nói đặng chứ cũng có người ta làm gì hết tôi làm không sợ để tôi vào gặp ai thì tôi làm thôi rồi uống nước đi bà bởi vì ai muốn biết thì nói cho tôi biết chứ còn nói bả bữa hôm bữa nó đi rồi bả không còn ở đâu có đâu là bảo con nó tôi phải mất mà tôi cũng vậy sợ tôi thấy tôi sợ tôi biết rồi tôi nói sợ tôi ai tính làm sai tôi biết báo con cho tôi biết trước mà có đâu người ta ở xa xa lắm anh ở gần bả thấy người ta bữa hai bữa là mới đi mất luôn rồi đi kiếm con phá bả bà ở đâu còn ở đó nữa bả cũng học cái tôi bà nói bà không đi mà bà ở thì có mất bà thì người ta kiếm nhìn cho bà dắt chưa bà không ngủ chưa luôn đó không ngủ chưa cho khỏe mà ngủ không khỏe ngủ là mệt hả ngủ bằng thằng giả dị lắm chứ là phải ngủ cộng ta cử này nè ăn cách ngang tay ngủ nhà ngủ ngang mắt mình ngủ ăn quen tới giờ ngủ không ngủ nữa buồn ngủ lắm rồi chỉ có đợi tối là ngủ thôi hả bà mấy ngày hay ăn cộng ma cách mà bà hay ăn nó ngày tối cũng phải đi kiếm tối cũng phải đi kiếm mà nó ăn cắp vô ăn tay như ngày nghe ăn mà ta thường hay nói cậu đó là cái cậu hồi nãy lên nè bị chém bốn cái dao chém cái dao đó nó là cái la bà can dùm bà can hả can với con này cái ăn la dữ lắm la con này cũng la dùm máu nó chảy sáng sớm rồi quá bởi vì người ta đánh lộn á bà đừng có lại lợi như khi đi chú này ha công an huyện công an tỉnh lên nha cũng bắt ngày nào chém chú đó chú cái chứ lại chứ sợ quá nó không có sao chứ mình cứ khỏe lắm không có sao 4-5 ngày còn đi thay băng rửa rẻ cái ông làm bên xã đó cô dân đó ổng mới nói nè tôi báo công an tỉnh lên nè làm cho ông mà ông nói ông không có sao mai mốt ông có chết thì ông đừng có dọn lại xưa kiện nha bỏ cái sao đâu tôi đâu có sao tôi khỏe mạnh bị ông khùng ông không có sao dứt hơn đi rửa máu đầu 3-4 ngày ta nói để tiền thuốc đâu tôi đâu có gì đâu tôi đâu có gì đâu vậy hết cái con kỳ đã thấy chỗ đó quá trời người ta báo quá công an lại báo công an tỉnh lên nha cái má cậu đó cũng tức nói trời ơi ta nói nè tôi nói cho mày nghe nha con bà nói không có sao rồi mà mốt thì chuyện ta không có được nha lên đây công an tỉnh lên là để phân xử cho tôi không có sao tôi đâu có gì vậy mà tôi nói khùng tỉnh chở con tôi lấy chở chiếc xe đó đổ máu luôn chở thằng tôi
đánh bài đó, nó ăn sức đánh ra khá máu hận luôn, đánh bài ăn mà nghỉ ngày sau nó đánh đánh chảy máu hận gục nó luôn rồi không biết về nhà chết rồi, về nhà bị học thấy lâu rồi, lâu rồi bà chăm sóc thì chết rồi, chuyện nó lâu rồi ha, chăm sóc bởi tôi có cho lá ăn họ cái tôi nói là ô ô giá mất tiểu quá mất để về chứ phơi rồi qua chứ không dám về, mà nói về nghĩ một cái là bị quấn đầy tại trận thiên nữa em về luôn ha, nó khoan khoan cái mất tiểu quá vậy chứ mình đáng qua tức là quấn đầy ăn và làm bộ và mất tiểu đang bà về bà nghỉ phải không? Ừ chứ mà về bữa mạng luôn đó, nó mỗi lần hả, ở trong tát nó chơi và đâu có chơi nữa dạ. Dạ đâu có dám chơi nữa, từ giờ gặp thiện nguyện dạ không có dám chơi nữa. Hết dám rồi ha. Ừ. Bà chơi sợ quay phim đúng không? Ừ. Nè. Cái này cũng nè. Con muốn cắt như lực lệnh như vậy. Cắt bao nhiêu lực lệnh hả? Hay quá bà. Cắt cắt cẩn cắt như lực lệnh. À dữ là. Cắt 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 cẩn cắt như lực lệnh. Vậy là cái đó mà giống như là ai có quýnh bà mà niệm thằng chú là ăn không bà? Ừ, mình cắt nói bụng mình nát cắt bụng mình cắt như lực lệnh, mình nói mình sợ bà xuống mà người ta kinh cái nào mình thua đó ha, bà nó dâng ra bay ra 5-7 lá vậy mình mới lộn sao lại, mình sao lại thì mà ta kinh không đỡ thì mình mới làm một cái ăn, người ta kinh ngọt đó đúng không bà? Người ta kinh ngọt mình ngon lắm, ngọt hả? Tuy cũng chơi với nắm mình hơn là kinh ngọt và ngon lắm hả bà? Bây giờ đâu dám chơi nữa, đi chơi bỏ tù đó, mình có tiền án tiền sự là mất nhà luôn đó. Ồ, ghê quá. Ừ, cái luật pháp vậy đó, mấy dạ. Mấy người ta đang cấm mấy người uống mài vậy. Vậy người ta mới hết dám chơi đó bà. À, mình nói mình có tiền án tiền sự rồi đó ha, là nhà cửa mình mất luôn. Đúng rồi. Đâu phải làm căng gì mới được thôi. Mình không được bán mà mình không có dặn được nữa, mình dạ. Phải án tiền sự mà. Nó là cái vấn đề bị nhà nước cấm mà mình lá nó chơi nè, bắt được cái quả tan chụp hình rồi mình hát cháy đó biết không? Yeah. Rồi hôm nay là bà chia sẻ một cái lời, một cái lý giải rất là hay luôn. Là nếu mà quân bài là phải niệm thái thượng lão quân cấp cấp như lực lệnh. Không phải. Không phải hả? Không đó. Ông tổ Thanh Ly. Tại à, sao bà? Tổ Thanh Ly chứ bà. Tổ Thanh Ly là gì bà? Tẩu Thanh Ly. Mình mới đầu mình chơi là mình niệm thằng chú sao? Xúc múc. Xúc múc à? Cắt cắt. Xúc múc cắt cắt đó bà. Ăn cắt là cắt đó. Xúc múc là mình xúc mình lấy. Dạ. Xúc múc cắt cắt. Cẩn cắt như lực lệnh. À, xúc múc cắt cắt. Xúc múc cắt cắt. Mình xúc múc là mình cắt mình cắt. Cái thằng chú của bà khó quá bà. Tại vì con hay coi phim cho thằng chú người ta đọc là xúc múc. Cấp mốt, cái ta cấp cấp cẩn cấp như lực lệnh mình đó. Nói nhỏ nhỏ trong bụng mình hả? Cấp bà. À, mình nói xúc, nhỏ nhỏ. Xúc mút cắt cấp. À, cẩn cấp như lực lệnh. Cẩn cấp như lực lệnh. Còn người ta thì thái thượng lão quân cấp cấp như lực lệnh. Nói nhỏ nhỏ cái là vậy. Mình ăn ta ta chạy theo giật tiền hết ta quánh mình đó. Vậy à. Nói nhỏ nhỏ. Vậy nói thầm theo bà. Cắt cáp cặn cáp như lực lệnh. Đúng rồi. Nói bằng cái hơi được rồi. À, nói bằng hơi ra. Cắt cắt cắp để con học thuộc mới được, cắt cắp cặn cắp chị ta là người ta ăn 2-3 giỏ sắp tiền rồi nè, dữ vậy bà. Ờ là người ta dẫn đi ăn rồi cho tiền chút đỉnh nè, người ta ăn được nhiều rồi người ta cũng quên ơn nữa, người ta cho giỏ 20,000 nè. Quá trời đã ha bà. Con không biết đánh bài. Xúc múc cắn cắp cặn cắp như lực lệnh. Nhờ có cái phép này nè, ai mà ăn mình rồi người đó thua, thằng nào cũng thua, thua hoài, thua hết tài sản luôn, do để đâu thua cái đấy. Dạ, nó cái phép gì ghê hả? Ông ta giận sợ, nó đâu dám chơi tôi. Bà nào biết không dám chơi. Thì có phép đó ha, bà tính ra bà có phép nhiều quá ha. Hay quá bà ơi. Còn ra cái phép nữa, ai vé bà chèn trả ma u. Ai vé bà chèn trả ma u, cậu xin lì, nó kêu vậy thôi. Là cái đó là cái gì bà, để quýnh bài luôn hay cái gì? Ai vé bà chèn chá mà uống tổ sinh ly mà cho cái người đó thì chỉ cho bánh bài ăn mà cho gì đâu, trúng số trúng thiết 2-3-4 tấm một lượt cái cơ cảm á,
Để nhắn chứ về cho tiền hoài à, mà bị định dịch chứ không được rồi đó. Bà chỉ ta ăn rồi bà chơi bà có ăn không? Thì đâu dám chơi, ở cảnh không dám chơi. Chơi nữa có tiền án tiền sự, người ta không có cho mình cái gì hết á. Chơi đánh bài á, cũng vậy. Bỏ tới giờ đây là về cảnh xin giấy ở xã cho tôi có tiền án tiền sự không? Ta nói không có, không có cái gì cũng không có.